Hạ Đi Quân công khai vạch trần bí mật luôn muốn giữ kín của Trấn Thành. Bằng tu ngấn hài hước của vợ chồng Trấn Thành, Hạ Đi Quân khiến nhiều cư dân mạng thích thú. Mới đây, Trấn Thành đăng ảnh trong trang phục trẻ trung, cá tính và viết nhậu hâm. Bên dưới bài đăng, Hạ Đi Quân bất ngờ để lại bình luận vạch mặt ông xã, anh hơi, dừng nào biết nhậu thật sự rồi mở miệng nói câu đó được không? Đáp lời của bà xã, nam MC Kim diễn viên, đạo diễn đình đám lên tiếng sực. Bằng tu ngấn hài hước của vợ chồng Trấn Thành. Hadi Quân khiến nhiều cư dân mạng thích thú. Vài ngày trước, dòng ca anh cứ đi đi từng thang thở chuyện ông xã bật cười khi nghe tin vợ cảm thấy khó chịu trong người, phải đến gặp bác sĩ để thăm khám và được khuyên ngủ nhiều, ít nói để khỏe hơn. Đăng ảnh chụp lại đoạn tin nhắn với chồng, cô thắc mắc, chồng nhà người ta có vậy không? Bằng bốc phốt chồng hơi hợt khi nghe tin vợ đi khám bác sĩ của Hadi Quân khiến nhiều dân mạng quan tâm, để lại bình luận ngưỡng mộ tình cảm của vợ chồng nhà này. Nghe bác sĩ bảo Hadi bớt nói nên ổng vui đó, Bác sĩ khuyên như nguyện vọng của Trấn Thành, hai vợ chồng dễ thương. Vợ mà bớt nói là ông chồng nào cũng mừng hết. MC Trấn Thành và Hari Quân kết hôn vào tháng 12 năm 2016, cặp đôi có khoảng một năm hẹn hò trước khi về chung một nhà. Sau khi lấy nhau, cặp đôi đồng hành trong công việc và hôn nhân viên mãn hạnh phúc. Bên cạnh những khoảnh khắc ngọt ngào, cặp đôi cũng bị thị phi bủa vây. Từ những tin đồn trục trặc hôn nhân, sạn nước hay ký hợp đồng. Trước những ý kiến không đúng về cuộc hôn nhân của mình, Trấn Thành thẳng thắn lên tiếng. Mấy anh chỉ thử với tô cơm, ăn liền mấy muỗng xong ngồi suy nghĩ dùm em, ký hợp đồng hôn nhân ăn ngu mà ký chi tới năm, sáu năm dài dữ vậy. Thấy ghét, tôi gia hạn suốt đời luôn cho ngồi đợi chơi nè. Coi chừng nào mấy bạn được đắc ý nha, thấy không nói cái làm tới, đồn hoài, tiệt tình. Thời gian qua, nam diễn viên nghe nhiều lời đồn ác ý về cuộc hôn nhân của mình. Ban đầu, anh dự định im lặng, nhưng vì bị nhắc lại hoài nên trấn thành quyết định lên tiếng. Trấn Thành cho biết điều làm anh hạnh phúc sau 8 năm yêu Harry Quân là ngày nào cũng là một ngày vui của hai vợ chồng. Khi được hỏi về việc khác biệt trước và sau khi kết hôn, Harry Quân hạnh phúc trả lời, trước khi kết hôn, tôi và anh ấy thường đi ngoài đường nói chuyện đến mùng 3 tháng 4 giờ sáng mới về. Nhưng sau khi kết hôn chúng tôi sẽ ở nhà để nói chuyện tới mùng 3 tháng 4 giờ sáng.